Rất vui khi được cùng các bạn trở lại chuyên mục ống kính xã hội. Trong bản tin tối nay, mời các bạn cùng điểm qua những thông tin nổi bật. Công an thành phố Hồ Chí Minh kết luận nghệ sĩ Hoài Linh không có dấu hiệu ăn chặn tiền từ thiện. Đắk Lắk, cổng chào xã Ea Tiêu nặng hàng tấn bị xe tải chở cà phê kéo đổ. Một địa phương từng là tâm dịch nhưng không mua kit test của Việt Á. Hà Nội, nhà 2 tầng bốc cháy giữa trưa, lửa lan sang phòng giao dịch ngân hàng. Bắc Giang, cháy lớn ở siêu thị Bình Minh, thiệt hại tiền tỷ. Đà Nẵng, xe máy đang chạy bỗng bị ngọn lửa thiêu rụi trên cầu Rồng. Và sau đây là những thông tin chi tiết. Công an thành phố Hồ Chí Minh kết luận nghệ sĩ Hoài Linh không có dấu hiệu ăn chặn tiền từ thiện. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh ban hành quyết định không khởi tố vụ án hình sự liên quan việc quyên góp tiền từ thiện của nghệ sĩ Hoài Linh do không có dấu hiệu tội phạm. Trước đó, ông Võ Nguyễn Hoài Linh, tức nghệ sĩ Hoài Linh, bị một số người gửi đơn tố cáo đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh, tố cáo về việc ông Linh có hành vi chiếm đoạt hơn 13 tỷ đồng qua việc kêu gọi từ thiện các tỉnh miền Trung vào tháng 10 năm 2020. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định tổng số tiền Hoài Linh quyên góp cho đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt năm 2020 là 15,4 tỷ đồng. Trong đó, Hoài Linh đã quyên góp bằng tiền cá nhân hơn 500 triệu đồng để chung tay cứu trợ đồng bào. Sau khi nhận được quà cứu trợ, nhiều địa phương đã có thư cảm ơn. Hoài Linh có đăng ký kết thúc đợt quyên góp, nhưng sau đó các nhà hảo tâm vẫn tiếp tục gửi tiền vào tài khoản của ông. Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Hoài Linh bị bệnh nên nghệ sĩ đã không thể đi miền Trung, dẫn đến việc chậm trễ giải ngân tiền từ thiện. Tuy nhiên sau đó, Hoài Linh đã ủy quyền cho người quen đi trao tiền từ thiện ở miền Trung. Từ đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh cho rằng không có dấu hiệu tội phạm nên đã không khởi tố vụ án. Đắk Lắk, cổng chào xã Ea Tiêu nặng hàng tấn bị xe tải chở cà phê kéo đổ. Sáng ngày 22 tháng 12, công an huyện Cư Cu In, Đắk Lắk vẫn đang khẩn trương điều tra, khắc phục sự cố cổng chào xã Ea Tiêu bị xe tải chở cà phê kéo đổ trong đêm. Theo đó, vào đêm ngày 21 tháng 12, xe tải chở cà phê đi ngang qua cổng chào xã Ea Tiêu đã kéo đổ cổng chào nặng hàng tấn này. Theo ghi nhận tại hiện trường, xe tải chở cà phê đã chất cao quá thùng. Cổng chào đã đè ngang chiếc xe tải, khiến xe tải bị mắc kẹt giữa đường. Rất may, sự cố không có thương vong về người, nhưng cũng đã khiến cổng chào bị đổ, xe tải bị hư hỏng nặng. Theo quan sát, nguyên nhân bước đầu dẫn đến sự cố là do xe tải chở quá tải trọng. Vụ tai nạn hy hữu còn khiến giao thông qua xã Ea Tiêu phải di chuyển bằng hướng khác. Lực lượng chức năng cũng đang nhanh chóng có mặt để lấy lời khai tài xế, đồng thời khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn. Và sau đây chúng ta cùng chuyển qua các thông tin tiếp theo đang được nhiều người quan tâm. Một địa phương từng là tâm dịch nhưng không mua kit test của Việt Á. Vào tháng 5 và tháng 6 năm 2021, trong thời điểm Bắc Giang là tâm dịch, tỉnh nhận được sự hỗ trợ của cả nước để thực hiện nhiệm vụ chống dịch. Theo nguồn tin từ báo Người Lao Động, vào ngày 22 tháng 12, ông Từ Quốc Hiệu, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Giang cho biết, qua rà soát trong gần 2 năm thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đều không ký hợp đồng mua bán máy móc, trang thiết bị, sinh phẩm, hóa chất, vật tư y tế với công ty cổ phần công nghệ Việt Á, công ty Việt Á. Theo ông Hiệu, vào tháng 5 và tháng 6 năm 2021, trong thời điểm Bắc Giang là tâm dịch, tỉnh nhận được sự hỗ trợ của cả nước để thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch. Thời điểm đó, nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân đã chung sức đồng lòng hỗ trợ Bắc Giang máy móc, vật tư, trang thiết bị y tế. Bởi vậy, tỉnh Bắc Giang đã chủ động được nguồn sinh phẩm và máy móc phục vụ xét nghiệm. Trước khi mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, ngành y tế tỉnh Bắc Giang đều tham khảo giá công khai tại cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế, trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và thực hiện đúng các quy tắc về đầu tư mua sắm công. Các thiết bị, sinh phẩm đều mua với giá phù hợp, thấp hơn mức niêm yết. Được biết, thời điểm này trung bình mỗi ngày trên địa bàn tỉnh sử dụng khoảng 5.000 test xét nghiệm. Mới đây, tập đoàn Vingroup tài trợ cho tỉnh Bắc Giang 200.000 test xét nghiệm. Hiện trên địa bàn tỉnh sử dụng số test này để phục vụ công tác xét nghiệm. Tiếp theo sau đây là các thông tin về an ninh trật tự. Hà
Nội, nhà 2 tầng bốc cháy giữa trưa, lửa lan sang phòng giao dịch ngân hàng. Hỏa hoạn xảy ra vào trưa ngày 22 tháng 12 tại số 38 Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, Hà Nội. Ngọn lửa bùng phát từ tầng 2 của một nhà dân, sau đó lan nhanh sang phòng giao dịch của ngân hàng ở tòa nhà bên cạnh. Khói đen từ vụ cháy bốc cao hàng chục mét. 5 xe cứu hỏa cùng hàng chục cảnh sát được điều động đến hiện trường để cứu nạn cứu hộ. Lực lượng chức năng đang dập lửa và thống kê thiệt hại. Chỉ huy đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Đống Đa cho biết, ghi nhận đến 13 giờ 30, hàng chục cảnh sát đang dập lửa và tìm kiếm cứu nạn. Đường Nguyễn Lương Bằng cũng đang tạm thời bị phong tỏa. Bắc Giang, cháy lớn ở siêu thị Bình Minh, thiệt hại tiền tỷ. Đến trưa ngày 22 tháng 12, Công an thị trấn Thắng Hiệp Hòa, Bắc Giang và các đơn vị có liên quan vẫn đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ cháy siêu thị gây thiệt hại lớn. Theo đó, vào khoảng 1 giờ sáng ngày 22 tháng 12 đã xảy ra vụ cháy lớn ở siêu thị Bình Minh thuộc tổ dân phố Đức Thịnh, thị trấn Thắng Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, ngay đầu đường 296 từ trung tâm Tượng Đài huyện đi hướng Cầu Vát. Theo người dân sống liền kề cho biết, siêu thị Bình Minh vừa nhập một số lượng hàng hóa lớn để phục vụ Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022. Khi vụ cháy xảy ra, chủ nhà còn kịp mở cửa sau, đánh ô tô ra ngoài thoát hiểm. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã kịp thời có mặt tại hiện trường, khống chế đám cháy và ngăn chặn cháy lây lan sang các hộ bên cạnh. Tuy nhiên, do cháy nổ từ bên trong, cửa ngoài lại được thiết kế bảo vệ khá chắc chắn nên lực lượng cứu hỏa đã phải phá cửa để khống chế đám cháy. Vụ cháy không thiệt hại về người nhưng đã gây thiệt hại lớn về số hàng hóa hiện có trong siêu thị Bình Minh. Ước tính thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng. Ngoài ra, hai hộ liền kề hai bên may mắn không bị ảnh hưởng. Đà Nẵng, xe máy đang chạy bỗng bị ngọn lửa thiêu rụi trên cầu Rồng. Đến tối ngày 21 tháng 12, lực lượng chức năng quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đã xử lý xong hiện trường vụ cháy xe máy đang chạy bỗng dưng bốc cháy ngùn ngụt trên cầu Rồng vào chiều cùng ngày. Theo đó, vào khoảng 17 giờ chiều ngày 21 tháng 12, xe máy đang chạy trên cầu Rồng, phường Phước Ninh, quận Hải Châu thì xe bất ngờ bốc cháy. Người đi đường phát hiện đã hô hoán thông báo cho chủ xe nên người này nhanh chóng vứt xe bỏ chạy. Chỉ trong chốc lát, chiếc xe bao trùm trong biển lửa. Người dân đã nhanh chóng dùng bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng bất thành. Sau khoảng 20 phút, chiếc xe máy bị cháy trơ khung trên cầu. Vụ cháy không có thương vong về người nhưng khiến người đi đường và chủ xe bị một phen hoảng sợ. Giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng do vụ cháy gây ra. Nguyên nhân dẫn đến vụ cháy đang được Công an quận Hải Châu điều tra và làm rõ. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin y tế xã hội mới nhất trong bản tin tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.